Cái clip này tôi xin giới thiệu với mọi người chiếc đàn piano của hãng Miracle. Đây là một hãng của Mỹ rất là nổi tiếng. Đây là cái piano 49 phím. Nó có một vài thứ, nó có khoảng 6 tiếng. Nó có volume to nhỏ, phím của nó thì cảm ứng. Loa Lapright Studio. Nó có cổng kết nối với MIDI output. Đó, tai phone. Và nó có cổng cáp kết nối với lại mấy cái phần mềm của hãng. Đó, MIDI này để dành cho chúng ta làm nhạc được này, kết nối với máy tính làm nhạc này, làm nhạc Spencer và làm nhiều thứ khác nữa. Đó. Đây là một chiếc cây đàn Made in USA, sản xuất tại Mỹ. Nói chung là rất là xịn. Một cái đàn rất là xịn, âm thanh của nó cũng rất là hay. Giờ mình đi chơi thử xem nhé. Đây, ở đằng sau này nó có nút tắt mở này. Đó, mình mở lên. Mình cắm điện nhé, mình cứ cắm điện mà cho nó lên một lần rồi mình cứ ghim ổ điện vậy thôi. Mình không cần phải rút điện ra, nếu mà cái cây đàn này không có di chuyển nhiều và để cố định để tập á, thì mình cắm điện một lần thôi, còn tắt mở là nút ở sau này. Tắt, mở, rất là tiện. Ok, khi mở lên như vậy thì mặc định volume của nó đang ở mức số 5. Và mặc định của nó là tiếng piano. Mình tăng volume lên mình chơi cho nó vui. Ok, volume đã to rồi, đây volume hết cỡ luôn nhé, nó không bẻ tiếng. Mọi người nghe đây, phím cảm ứng này. Bấm nhỏ thì kêu nhỏ, bấm lớn thì kêu lớn. Ok mọi người. Rồi, mình đi nghe cái sao tiếng thử piano nhé. Đây là cái đàn này như vậy thôi, như tiếng piano nó rất là hay. Đó, cái sao tiếng của nó rất là hay. Tiếng của nó rất là hay nhá. Còn đây là tiếng harp này. Này. Đây là tiếng organ. Rất hay đúng không? Đây là tiếng vibraphone. Đây, rất hay đúng không? Đây là tiếng electric piano. Ok, còn đây là tiếng xin này, xin là sai. Ok mọi người, cái đàn này nó chỉ có 6 tiếng như vậy thôi. Đây có 6 tiếng như vậy thôi. Nó rất là tiện đúng không? Còn ta tập piano hàng ngày ta cứ bật lên ta chơi thôi. Ok, cái tập ngón hàng ngày 49 phím thì nó hơi ít. Nhưng mà nó cũng có thể là đủ tập hàng ngày cho mọi người đủ tập rồi. Cái quan trọng là cái đàn này nó kết hợp rất là nhiều trong công việc. Cũng như là tập piano, làm nhạc bằng máy tính kết nối bằng cổng MIDI. Đó, rồi giúp chúng ta chơi nhiều thứ khác nữa. Nói chung là đây là một cây đàn thì nó 49 phím nhỏ gọn và âm thanh của nó thì tuyệt hay, để cho mọi người học tập âm nhạc và làm việc, làm nhiều việc khác nữa. Ok, cây đàn này chỉ có như vậy thôi. Mình chiếu qua mấy phút như vậy thôi, mình nói qua mấy phút vậy để cho mọi người hình dung hơn. Ai sở hữu một cây đàn Miracle này thì mọi người sẽ nhiều thời gian học tập âm nhạc tốt hơn nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.